Xin chào mọi người, mình là Khánh. Mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm. Chỉ cần nhìn qua video này thôi, các bạn sẽ có thể có cái nhìn rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh nữa. Mình làm rất nhiều video và mình đăng lên trên YouTube. Các bạn có thể lên trên YouTube, các bạn gõ từ khóa là kênh gốm sứ Bát Tràng là sẽ ra cái kênh mình đăng tải hàng nghìn những cái sản phẩm và liên tục cập nhật những cái sản phẩm mới nhất của Bát Tràng lên trên đó, các bạn có thể tham khảo. Cái mong muốn của mình là khi làm video này là giúp tất cả mọi người có thể xem và biết được những cái sản phẩm của Bát Tràng. Và ngày hôm nay thì mình xin phép được giới thiệu đến mọi người một chiếc bảo bình. Một chiếc bảo bình, đây là một chiếc bình phong thủy thu hút tài lộc, chiêu tài tích lộc, mang đến vận may cho chủ nhân sở hữu. Cái mẫu này là mẫu họa tiết tứ cảnh xuân hạ thu đông, mỗi cảnh là đại diện cho một mùa. Bây giờ thì mình sẽ đi về cái kích thước của sản phẩm. Chiều cao của sản phẩm, chiều cao là 70, đường kính bụng của sản phẩm là 31, đường kính bụng của sản phẩm là 31. Và cái sản phẩm mà các bạn đang nhìn thấy đây được làm với cái chất liệu là sứ trắng cao cấp. Và với cái họa tiết của sản phẩm này là mẫu vẽ kỹ và vẽ hoàn toàn thủ công bằng tay. Vẽ hoàn toàn bằng tay. Màu sắc thì rất là sắc nét, đậm đà, rõ ràng. Cái màu sắc của sản phẩm này nó là cái màu bền vĩnh cửu với thời gian. Cái màu sắc này là màu bền vĩnh cửu với thời gian. Các bạn cho dù có lấy cái vật sắc nhọn có thể cạo đi thì cái màu sắc này của nó vẫn sẽ như vậy mãi mãi. Bản thân cái màu sắc của cái sản phẩm này là màu ở bên trong men. Nghĩa là khi mà họ sẽ tạo nên một cái bình bằng đất, họ sẽ vẽ họa tiết lên như kiểu chúng ta tập tô màu lên đất ấy. Họ sẽ vẽ họa tiết lên, sau đó họ phun một cái lớp men bóng bảo vệ ở bên ngoài để sẽ tạo ra một cái sản phẩm như thế này. Một chiếc bình rất là đẹp, bày trang trí thì vô cùng là đẹp. Cái này bày đồ xứng, cái này bày đồ xứng theo cặp ở trước hai kệ tivi. Thường thì trong nhà chúng ta sẽ có một cái tivi rất là to và ở bên hai bên thì chúng ta sẽ để trống, chúng ta bày một cặp bình này lên thì vô cùng sang và đẹp. Đầu tiên chúng ta sẽ đi đến với cái mặt, mình sẽ bỏ phần hoa đào ra đầu tiên đi. Cảnh này là cảnh hoa đào đại diện cho mùa xuân. Hoa đào thì có hình ảnh là một cây hoa đào đỏ rất là to và có hai chú chim én ở bên trên này, chim én nhé. Tại vì sao lại vẽ là chim én? Bởi vì chim én là đại diện cho mùa xuân và hoa đào cũng là đại diện cho mùa xuân. Chỉ từ mùa xuân thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái chim én, như ở ngoài Bắc của chúng ta sẽ là như vậy, ở trong Nam thì sẽ không có. Nhưng ngoài Bắc là cứ mỗi mùa xuân đến là chim én sẽ bay về. Đây, hoa đào đỏ này, hoa đào mọc ở trên một cái vách đá và nền là nền vẽ kỹ nhé, nền vẽ kỹ. Tiếp theo thì sang đến mùa hạ đi. Đây, mùa hạ. Mùa hạ đây. Mùa hạ thì được vẽ hình ảnh là hoa phù dung. Mùa hạ là vẽ hình ảnh hoa phù dung. Ở trên những cái bông hoa này thì có một cặp chim bướm đang bay, một cặp bướm này. Vẽ rất là sinh động nhá. Chúng ta nhìn thấy toàn bộ họa tiết này thì đều vẽ thủ công bằng tay hết. Cái nét vẽ nó rất là sắc nét và rõ ràng. Đây là mùa hạ nhá. Mùa hạ là một cái cảnh này. Thì mỗi một cái mùa thì chúng ta sẽ bày một cái mặt ra, nó sẽ tương ứng với cái mùa đấy. Gần như là trên một sản phẩm nó sẽ có 4 mẫu họa tiết tách biệt để chúng ta bày thành 4 kiểu khác nhau. Khi mà bạn bè hay khách đến chơi nhà thì sẽ nhìn thấy cái sự thay đổi. Và tiếp theo thì sẽ sang đến cái mặt mùa thu. Mùa thu thì có hình ảnh là hoa cúc. Hoa cúc ở cái mẫu này thì được vẽ là hình ảnh hoa cúc này. Cái này là hoa mẫu đơn này, hoa mẫu đơn nhé, hoa mẫu đơn, một cái bông hoa mẫu đơn nhỏ và có một cặp chim trĩ, có một cặp chim trĩ ở trên cái cảnh này, một cảnh nó bó khung trong đây và có một cặp chim trĩ, chim trĩ với cái đuôi rất là dài đang bay nhảy ở trong cái cảnh này. Trên cổ thì có vẽ hình ảnh là hoa sen nhé, trên cổ thì có vẽ hình ảnh là hoa sen. Ở xung quanh viền thì đều vẽ hình ảnh những cái bông hoa ở phần viền, phần vai. Và cuối cùng sẽ đến mặt là hình ảnh tùng hạc diên niên đại diện cho mùa đông. Tùng hạc diên niên đại diện cho mùa đông. Hình ảnh tùng hạc diên niên. Ở cảnh này thì được vẽ hình ảnh là một cái cây tùng thân rất là to, mọc lên từ cái vách đá treo leo.
Và ở bên dưới vách đá là có một cặp hạc đầu đỏ. Hạc đầu đỏ đại diện cho chim tiên, đại diện cho sự trường thọ, sống lâu trăm tuổi. Cây tùng thì thể hiện cho sức sống mãnh liệt, dẻo dai. Mỗi một họa tiết sẽ mang một cái ý nghĩa rất là to lớn nhé. Hoa cúc này, chim trĩ này. Đấy, cái sản phẩm các bạn nhìn nhé. Mình sẽ để phần dưới đáy lên cho các bạn nhìn. Phần sứ rất là trắng ở dưới đáy của sản phẩm này thì được làm từ cái loại đất trắng rồi. Đây, trên miệng. Đấy, xem cái video này của mình thôi thì các bạn cũng sẽ hiểu rõ nhất. Gần như là các bạn không khác gì các bạn được nhìn trực tiếp. Chỉ khác mỗi cái là chúng ta không được sờ thôi. Còn sờ vào thì các bạn nhìn tay mình này, nó men, nó cực kỳ bóng nhá. Rất bóng, rất trơn, rất mượt, chúng ta vuốt này, cực kỳ là mượt, mượt tay. Âm thanh sứ trắng thì âm thanh là mới đây. Cái mẫu này, sứ này là nung ở nhiệt độ 1280 độ C để ra được cái chất sứ đanh và đẹp như này, màu sắc và rực rỡ như này. Nếu như quan tâm đến sản phẩm thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp đến số điện thoại mình đang gắn ở bên trên video để được tư vấn chi tiết về sản phẩm và gửi thêm những cái mẫu sản phẩm bình phong thủy để chúng ta có thể bày trí. Nếu như các bạn mà mới chưa biết về cái dòng này thì các bạn có thể liên hệ để chúng tôi tư vấn cho các bạn lựa chọn được một cái sản phẩm phù hợp với mình, phù hợp với cả không gian nữa. Đây, các bạn nhìn từng nét vẽ này, từng cái cánh hoa này, đường nét của nó rất là sắc nét nhé, rất là sắc nét. Có một cặp bướm ở đây, cái nền này là nền vẽ kỹ này, nền vẽ những cái bông hoa này gọi là nền vẽ kỹ nhé. Thay vì để trống chỉ là vàng không, không có những cái bông hoa này thì nó chỉ là cái mẫu bình thường thôi, là gọi là nền trơn, không phải nền gấm. Thì cái mẫu đó giá nó sẽ mềm hơn. Cái mẫu này là mẫu nền gấm vẽ kỹ. Đây, cái này gọi là cái nền gấm này, màu vàng này, được vẽ thêm những cái bông hoa màu đỏ, gọi là nền gấm vẽ kỹ. Cái mặt này là mặt hình ảnh hoa đào và chim én. Hình ảnh hoa đào và chim én đây, nền vẽ rất là kỹ nhé. Cái nét vẽ rất là sắc nét này, chim bay lượn này, rất là sinh động. Hoa đào này, cánh đào thì có màu đậm nhạt khác nhau, thân gồ ghề, được thiết kế để vẽ rất là chân thật. Hoa cúc và chim trĩ, đến cái cảnh hoa cúc và chim trĩ đây. Trên cổ thì có hình ảnh hoa sen này, và tất cả vai thì đều được vẽ kỹ là hoa này, chim trĩ này, cái đuôi rất là dài nhá. Hoa cúc từng cánh hoa vẽ rất là bông tơi, vẽ rất là bông tơi. Đây là một cặp trĩ đầu đỏ. Đấy, các bạn nhìn thấy một cặp trĩ đầu đỏ, một con đang đậu ở bên trên, một con đang đậu ở bên dưới. Sang đến đây là tùng hạc diên niên. Đây, tùng hạc diên niên, một cặp chim hạc đầu đỏ đang đậu ở phần phiến đá này. Trên cái phiến đá thì có một cây tùng mọc ra, thân tùng thì được vẽ rất là gồ ghề, khúc khỉu. Bên cạnh đây là bông hoa mẫu đơn này, chân thật, sắc nét. Như vậy hôm nay mình đã giới thiệu đến mọi người một chiếc bảo bình vẽ hình ảnh là tứ cảnh đại diện cho bốn mùa với cái mẫu vẽ kỹ và cao 70. Nếu như các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người biết đến những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quý báu của mình ra để xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.